Đài CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Israel đã thông báo với Washington họ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo nguồn tin này, mục tiêu là một số địa điểm liên kết với chương trình hạt nhân của Iran ở trong và xung quanh thành phố Isfahan. Một báo cáo khác của Fox News trích dẫn một nguồn tin quân sự được bố trí hợp lý, mô tả cuộc tấn công là có giới hạn Trước đó, hãng tin FAS cho biết Iran đã kích hoạt và phóng hỏa lực từ các khẩu đội phòng không ở nhiều tỉnh trên khắp đất nước. Hoạt động này diễn ra khi xuất hiện báo cáo Israel bắt đầu không kích trả đũa Iran nhằm vào miền trung nước này. Tehran cho biết đã bắn hạ một số máy bay không người lái và hiện tại không có cuộc tấn công tên lửa nào vào Iran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều tiếng nổ được nghe thấy gần thành phố Isfahan ở miền trung. Theo hãng tin FAS, ba vụ nổ đã được nghe thấy gần căn cứ không quân Sekari gần Isfahan. Hiện chưa rõ mức độ các cuộc tấn công của Israel và các loại vũ khí được sử dụng. Đài Al Jazeera cho biết Isfahan được coi là một thành phố có tầm quan trọng chiến lược và là nơi tọa lạc của một số cơ sở quan trọng, bao gồm các địa điểm nghiên cứu và phát triển quân sự cũng như các căn cứ. Thành phố Natan gần đó là nơi có một trong những địa điểm làm giàu hạt nhân của Iran. Giới chức Israel được cho là đã lựa chọn kế hoạch đáp trả Iran, nhưng chi tiết cách thức và thời gian đáp trả ra sau đến nay vẫn là một bí mật. Một trong những phương án mà Israel có thể tính đến là đánh trực tiếp vào lãnh thổ Iran. Theo Reuters, hệ thống phòng không giả cỗi khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định đáp trả trực tiếp vào lãnh thổ Iran. Các chuyên gia cho rằng Israel có thể không gặp nhiều khó khăn khi tấn công các mục tiêu bên trong Iran, nơi có lực lượng không quân lỗi thời và hệ thống phòng không bản địa dựa trên các mẫu cũ của Nga. Zivika Haimovic, một cựu chỉ huy không quân Israel nhận định Iran là một siêu cường về tên lửa đạn đạo chiến thuật và máy bay không người lái, nhưng hệ thống phòng không của nước này lại là một vấn đề khác. Hệ thống phòng không Iran chủ yếu dựa trên các hệ thống phòng không S-200 và S-300 của Nga hoặc một số hệ thống tương đương sản xuất trong nước như Bava 373, Kodat, Raat, Seyat và Talas cũng như các loại máy bay chiến đấu đầy cũ. Iran đã triển khai những hệ thống tương tự ở Syria từ năm 2015 và điều này giúp Israel có nhiều năm kinh nghiệm đối phó với chúng ông shh kauza nhà nghiên cứu tại viện chiến lược thống nhất hoàng gia ở london cho rằng thách thức chính đối với israel có thể không phải là né tránh tên lửa phòng không của iran mà là làm thế nào để tấn công thành công các căn cứ quân sự ở phía tây và nam iran để phá hủy các mục tiêu này israel cần phải dùng bom xuyên phá Máy bay chiến đấu F-35 của Israel có thể tránh được mạng lưới phòng không của Iran, thường mang theo vũ khí nhỏ hơn, trong khi đó để chống lại các mục tiêu sâu dưới lòng đất, Israel cần đến những vũ khí lớn hơn. Điều đó có nghĩa là Israel phải dùng máy bay như F-16 và do vậy dễ bị radar của Iran phát hiện hơn. Để đảm bảo an toàn, các phi công Israel có thể sẽ phóng chúng từ khoảng cách xa hơn vấn đề là liệu Israel có sẵn sàng mạo hiểm tấn công trực tiếp hay không. Điều này phụ thuộc một phần vào việc nước này tự tin đến mức nào về khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Iran, thậm chí với quy mô lớn hơn. Theo Reuters, nếu tình hình leo thang hơn nữa, không loại trừ kịch bản Iran sẽ dùng vũ khí mạnh hơn trong kho vũ khí gồm hơn 3.500 tên lửa và hàng nghìn máy bay không người lái của mình để tấn công vào Israel một lần nữa. Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdullahian hôm qua cảnh báo, trong trường hợp Israel theo đuổi phiêu lưu quân sự và có hành động chống lại lợi ích của Iran, chúng tôi sẽ đáp trả tối đa và ngay lập tức. Việc Israel cùng với các đồng minh đánh chặn 99% tên lửa và máy bay không người lái trong vụ tấn công hôm 14 tháng 4 của Iran cho thấy năng lực phòng không và kho vũ khí đáng gờm của Israel. Mặt khác, nó cũng cho thấy cái giá để đánh chặn không hề rẻ. Theo một số nhà phân tích, vụ tấn công khiến Iran mất 80 đến 100 triệu đô la Mỹ, nhưng khiến Israel và các đồng minh mất hơn 1 tỷ đô la Mỹ để đánh chặn. Chuẩn tướng Doron Gavis, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm phòng không của Israel cho biết, Israel đang nỗ lực để khôi phục kho dự trữ nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng khác từ Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm. Nếu Israel phải đối mặt với Iran một mình, trong một cuộc xung đột trong tương lai, họ có thể sử dụng hệ thống phòng không vòng sắt và Davis-Linh cũng như những phương án dự phòng tiết kiệm hơn. Amos Yalin, tướng không quân đã nghỉ hưu và giám đốc cơ quan tình báo quân sự Israel, bình luận. Iran không phải là bên duy nhất biết cách tấn công. Israel có những lựa chọn tấn công rất quan trọng. Sẽ không có tình huống Israel chỉ tự vệ trong khi Iran tấn công. Hãng thông tấn Tasnim của Iran vào ngày 18 tháng 4 dẫn lời ông Haji Zade nêu rõ, chúng tôi tấn công vũ khí lỗi thời và phương tiện tối giản, chúng tôi không triển khai các tên lửa, Khodamsa, Sejin, Sahid Haji Qasem, K3 Sekhan hay Fatahay. Chúng tôi chỉ sử dụng nỗ lực tối thiểu nhưng đã buộc Israel và phương Tây phải sử dụng tối đa vũ khí. Hãng Sputnik dẫn lời chuyên gia Liban về an ninh quốc gia Ali Hamie nói ông có thông tin Iran đã mang tên lửa siêu vượt âm Fatahay trong vụ tấn công Israel vào ngày 14 tháng 4. UAV cảm từ Sahid cũng xuất hiện trong đợt tập kích. Trong khi đó, The Washington Post hôm 17 tháng 4 cho biết quân đội Iran có sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Khaybar Sekhan. Ông John Krasniak, nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh nói rằng, về cơ bản, Iran đã phóng mọi thứ có thể bắn tới lãnh thổ Israel. Các chuyên gia cho biết tên lửa CJ-1 và sa 3 không xuất hiện trong cuộc tấn công là điều dễ hiểu khi sah 3 đã quá lỗi thời, trong khi tên lửa CJin được cho là rất đắt đỏ. Ông Krizaniak nhận định việc Iran có thể phóng 100 tên lửa đạn đạo lên không trung chỉ trong vài phút cho thấy nước này có ít nhất là 100 bệ phóng. Điều này thể hiện Iran thực sự không gặp hạn chế nào trong việc sản xuất tên lửa và bệ phóng trong nước, ông nói. Trong vụ tấn công Israel vào ngày 14 tháng 4, Tehran đã sử dụng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái UAV với 4 tên lửa đạn đạo đã vượt qua được hệ thống phòng không của Israel, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdullahian vào ngày 18 tháng 4 cảnh báo rằng nếu Israel sử dụng quân sự đối phó Iran, Tehran sẽ đáp trả. Ngay lập tức và với mức độ cao nhất, theo CNN. New York Times ngày 18 tháng 4 dẫn lời Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại cuộc họp nội các Israel mới nhất, khẳng định ông đã gửi lời cảm ơn tới các nước tham gia hỗ trợ đẩy lùi đòn tập kích của Iran nhưng khẳng định Chemavit sẽ tự mình đưa ra quyết định đáp trả. Thủ tướng Netanyahu nói, nhà nước Israel sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tự vệ. Họ, các đồng minh của Israel đã đưa ra đủ loại gợi ý và lời khuyên. Tôi rất cảm kích, tuy nhiên tôi muốn nói rõ ràng, chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định. Tuyên bố của Thủ tướng Israel được đưa ra sau khi ông đón tiếp Ngoại trưởng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ở Tel Aviv. Ông Cameron và bà Boroc trở thành hai đặc phái viên phương Tây đầu tiên tới thăm Israel kể từ sau vụ tập kích của Iran cuối tuần trước. Ngoại trưởng Anh Cameron xác nhận người Israel đang đưa ra quyết định hành động. "Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ hành động theo cách ít làm leo thang vấn đề nhất có thể", ông Cameron nêu quan điểm. Trong khi đó, ngoại trưởng Đức Boroc cảnh báo leo thang không có lợi cho ai, dù là an ninh của Israel. Các con tin ở Gala Người dân khốn khổ ở Gaza hay chính những người dân Iran, bà lo ngại nguy cơ Trung Đông có thể rơi vào cảnh không thể đoán định. Israel hiện chưa công bố biện pháp đáp trả. Tổng thống Mỹ Biden khẳng định Israel chặn đứng thành công cuộc tập kích từ Iran là nhờ phối hợp phòng thủ cùng Mỹ và đối tác. Ông cảnh báo Israel không nên đáp trả Iran sau vụ tập kích được đánh giá là kiềm chế và trường mực mà Tehran tiến hành giới quan sát tin rằng israel sẽ khó tấn công mục tiêu trên lãnh thổ iran nếu không có sự hỗ trợ của mỹ tuy nhiên họ có thể tập kích các mục tiêu iran ở nước ngoài cũng như chỉ huy các nhóm vũ trang thân cận iran tại trung đông từ Tehran, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi cảnh báo bất cứ đòn tấn công trực diện nào dù là nhỏ nhất vào lãnh thổ Iran sẽ kéo theo phản ứng, quy mô và khắc nghiệt. Iran cũng khẳng định họ tập kích Israel chỉ nhằm trả đũa vụ tấn công nhắm vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria hồi đầu tháng. Theo New York Times, tình hình đang có dấu hiệu diễn biến xấu đi. Nhóm Hezbollah ở Lebanon ngày 18 tháng 4 thông báo tập kích căn cứ Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái. Israel sau đó xác nhận đòn tập kích là 17 binh sĩ bị thương, trong đó 6 người nguy kịch, đánh dấu cuộc tấn công gây thiệt hại đáng kể nhất mà Hezbollah từng thực hiện nhằm vào Israel.